dâu bà nó khôn nó phóng xuống sông nó lặn, còn nó sống còn bà ngồi đó bà che cho cháu nội bà thôi, thay người ta lôi xuống sông dù cho đó cho mày, cái sông thì nó cạn nó đâu có sâu, mày hụp xuống sâu cạn sông này nè, rồi hụp xuống thì nó đâu kích nhiều, ngồi đó chịu chạnh kích đè đè chùm cho cháu nội gì nè, chích tay chích queo chết mấy người luôn hả? Chết hai người có không, chết hai người. Trời ơi, chết dữ vậy, để ớn ăn vậy. Trời ơi chạy ôi ơi nó bu mượn cái này quá trời, nó quýnh nè, nó quýnh đồng hường tóc chạy không có đi luôn con ơi. Thôi nó quýnh nè cả nhà, quýnh nè quá trời, nó bu quần mượn rồi giọt đi tàn thần quá trời rồi. Có vậy mà nó còn quýnh à. Tấn chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì sáng hôm nay á, Tấn qua Sóc Trăng nè, Tấn qua ông Hường á, đi bắt ong nè. Nhưng mà hiện giờ thì ông Hường ổng đang còn bận chút công chuyện, nên Tấn chạy qua nhà bên nhà ông Hường nè, đang cưa cốc gì ngoài á, một cái cây cầu vậy không dám đi qua. Hơn là cù lũ nha, cù lũ vú sữa nè, còn rồi quá trời chín nè, vú sữa này sữa tím, đang mé mấy cái nhanh cốc á, quá trời vú sữa nè. Hai hổm gà nhiều tiền lắm mà đó cả nhà, cù lũ vú sữa đó không phải giỡn đâu nha. Bây giờ thì vú sữa nó cũng muốn hết rồi, còn ít lắm. Trời, như là ông Hường đang cưa dưới bát, bát chai. Tấn hồi nãy Tấn đi đổ xăng, Tấn chạy lạc, hồi đi tàu lao hết biết đường luôn là điện. Có mướn người thấy sữa không? Hả? Hả? Đúng không? Có mướn người thấy với sữa không? Mướn. Giờ thất nghiệp rồi. Sữa hả? Đang trên đọt. Đang trên đọt cây kìa. Tôi chạy nãy tôi đổ xăng rồi sao tôi chạy hồi lúc chứ luôn. Rồi không biết đường đi luôn. Ôi ôi. Trái này nó chín nè. Vú nha. Vũ đã không? Trái này vừa tay ha. Cái này muốn hết rồi không? Không hờ. Chừng 5-7 tấn nữa hả ha. Ồ, chín mùi lắm nha. Cái này hơi nhỏ nghe, không vừa tay nha. Cắt luôn hay gì? Cắt luôn. Vú nhỏ này. Ơ, nhỏ chứ kìa. Cái này phải bóp nha, bóp mới nút được nha. Vú này bóp nút nó mới ngon. Đây để Tấn bóp một hồi nút. Vú này là Tấn chỉ khoái nút thôi nha. Đây đó. Nó ngọt. Cả nhà coi nè. Tấn mời cả nhà nha. Ăn vú. Ngọt. Ở đây vú sữa với sầu riêng rồi dữ lắm nha cả nhà, mặn nữa.
nên cái nguồn bông á, nguồn bông nó nhiều mà mặt nó nhiều. Cái vườn này cũng hơn là mười mấy hai chục công gì lắm. Rồi thì để tận nhà chạm hường xong, đi làm xong nè, cắt mấy cây cốc xong rồi điện thêm một tay nữa, tay cao thủ bắt ong nữa. Là hôm nay thì tránh đi ba người lận. Rồi để tận chờ ông hường xong rồi mình em á tìm và tìm ông nha. Nếu mà có thì tấn bắt, tấn sẽ ghi hình lại và chia sẻ cho cả nhà mình cùng trải nghiệm bắt ong nha cả nhà. Thì ông Hường cũng làm xong rồi nè cả nhà. Thì hiện bây giờ tấn với ông Hường đi đang lại lại ông Nhân thì đi trước bắt được ngỗ rồi. Ê, nãy nó bắt ở cổ mấy lít. Có nửa lít rồi hả? Hả? Một lít hả? Nhân thì bắt trước nè cả nhà, đi trước bắt được một tổ một lít rồi. Đi từ từ thôi ông nội ơi, mệt chết vậy. Làm giống tướng cướp Bạch Hải Đường không, còn kìa bịch kính mít ra nè. Để Tấn Dung Hường đi vô, cũng đi kiếm vòng vòng nữa ha. Anh em cũng hẹn đi trong cái khu này nè, đang đi kiếm. Rồi đấy, nếu mà có gặp ông á thì Tấn quay lại nha. Mày lớn mấy cục? Cục một ha. Ồ, vậy là sáng cũng kiếm được tiền xăng rồi ha. Trời ơi, không ơi, cứng nửa lít à. Đây gặp đồng chí này nha cả nhà. Còn Hường thì không bắt cái tổ nào đó mà cũng bị anh em cắt trước hai dao hay gì rồi, nên tấn không có bắt, tấn không có quay nha. Để hồi xuống coi thành quả nó như thế nào. Vậy rồi ông bắt rồi sao? Rồi sao vậy? Mắc cỡ hả? Đi sáng giờ lội cũng gãy hai cặp giò vậy. Bắt được được nửa lít không biết. Thì lại bắt cái kèo của ông Hường nè. Mà hồi chiến rồi nha. Bính ông bỏ chạy phải không? Đâu có làm gì chạy. Không có chạy à, tại tôi thấy cái cục mặt nó chai rồi tôi không có ấy. Trời ơi trời, bữa nay nó kéo cực kìa ông nội ơi. Mà. Ủa? Hương diện ổ dưới hay vậy? Tôi sửa mà. Hả? Đâu có đâu, ngổ một đó. Trời ơi, sao nó kéo cậu rồi, ông ô nó dài quá kìa. Ủa? Hôm tôi sửa vô tới cái này. Vậy? Nó kéo lên đó. Nó đôn lên không ơi. Để nó quay. Ờ có mặt kìa, thấy nó no no kìa. Ở đây không? Nhìn không thấy rõ không nè. Đồn của ông lên hả ta? Đốt sĩ ngã đồ. Nó đồn lên. Ôi ai làm gì uống nước đây vậy? Bên đây nó đồn quá trời dài luôn nè. Nó kéo chắc cỡ 2 mét hơn 2 mét không hả? Ờ nó kéo xuống nữa đồn lên đó. Nó đồn lên nó có cục mặt nè. Tính đợt này tính xả bỏ luôn rồi, thấy đồn lên. Đồn lên bắt. Cái gì? Thấy có cục mặt đó, cục tôi đoán là cả lít á. Nó no no nè. Ngay cái chỗ cái chấn đó thấy nó cả lít rồi, chiến rồi. Chiến rồi quýnh quýnh quá, quýnh. Quýnh bỏ chạy luôn phải không? Không phải, là chiến rồi thấy nó già quá rồi. Mặn nó không có nhiều rồi, tôi không có ấy. Bỏ chạy làm nước đi. Ôi ôi, trái mặn nó đỏ cái này ông ơi. Trời ơi, ta cao quá rồi. Ôi ôi, coi nè mặn nó đỏ coi nè. Rồi để Tấn làm đuốc nha. Cái cây nó nãy giờ
nó xuống hì hì á. Ủa da, nó quýnh đâu rồi, chạy đi, lẹ đi. Ông sáng cái cây kìa, xuống nút hết trơn rồi. Cà nó sắn đậu vô vô nè. Trời, chạy sắn vô đậu cái cốp vậy. Vô nhà ngồi hồi đi ông nội ơi. Ông báo không à, ông lại ông sắn cái gốc. Ổ này có nữa rồi đó. Làm cái đuốc rồi nè, cả nhà mà nó xuống hị hị vậy đó. Chưa. Ông lấy cái cây ông khử bù chè, ông sắn là cọc cọc vô gốc xuống nó gượt chạy chết. Cái gốc chết, uổng sợ trời. Chết sao? Cây đó chắc chết. Báo nữa rồi đó. Tóc chạy vô nhà nè cả nhà. Nó bay ra hì hì vậy. Ông lấy cái cây xà beng đó, ông sắn như cái gốc ông khử sau đó. Ông sắn vô cái đầu cái cốp mà nó không có chết. Hồi lạnh lùng. Còn có bà đâu có mùi gì đâu, nó quá. Mày con có mùi mấy cái áo bị quýnh nè. Nó có mùi. Chút đi chừng 10 phút đi. Có nữa rồi đó, thấy ổ rồi, thấy có công chuyện với nó rồi đó. Phá tán không à? Hả? Trời trời có cho. Thôi được rồi cô ơi. Chà đá được. Gâu quả nó khôn nó phóng xuống sông nó lặn. Còn nó sống còn bả ngồi đó bắt tre cho cháu nội bả. Thôi thay người ta lôi xuống sông rồi cho nói cho mày. Cái sông thì nó cạn nó đâu có sâu. Mày hụp xuống sông cạn sông này nè. Rồi hụp xuống thì nó đâu kích nhiều. Ngồi đó chịu chậm kích đè đè trùm cho cháu nội gì nè. Chích đã chích queo. Chết mấy người luôn hả? Chết hai người đâu ông, chết hai người. Trời chết chết dữ vậy. Để ớn ăn vậy. Là chết, bởi vì ta nói ma hay là gì đâu, người ghẻ gì mà ngu mà ai là trước. Có ông nó nọc mà đâu nó có ông ghẻ nó quýnh mình, cái người mà yếu yếu là chừng 20 mũi chết à. Cái chừng dữ lắm mày ơi. Nó hàng mà, có thể bà đó. Cái con ông đó nó đâu phải quýnh như cái ông này. Một con nó quýnh được nhiều lần, không phải còn như ông này là nó quýnh cái là sức kim lệnh nó không quýnh được nữa. Ông còn kia. Cái con ông giờ vẽ là nó quýnh là nhiều lần lắm. Mà tao nói bà ngu gì sợ cái gì, ta nắm cháu nội ta bấm cái sông dâu thì bấm cái sông nó còn nó đâu có ở đó đâu. Nó phóng cái sông. Ê tao kể mày nghe nghe, hồi đó tao xịt thuốc ở ngoài vườn á. Cũng có ông vậy đó. Cái bắt đầu á tao làm như nó nghe hơi xăng mày. Trời trời nó ruột tao rồi, bắt đầu mày thấy mới đầu tao chạy nó chém bậy tao biết phóng luôn, tao lặn tao nhờ cái nó lá đâu, tao chậm về tới đâu luôn. Rồi bỏ nó luôn, ông ra ông tắt. Ông gừng hả? Ừ. Mà cái ổ ông tao nói này đây bên nhà bà bụng vậy đó, mà làm như mà mình xịt thuốc cái hơi xăng á. Cái máy mà hơi xăng á. Không tiền thôi, trời bữa đó là tao phóng cái mừng chết. Ý là tao chạy qua biết bao xa mới phóng qua mừng biết xa mà nó còn ngược theo hiệu gì. Tao quảng hồn, tao lặn cúng xong cái tao đẩy cái nón lại á. Người đi dài vô. Quýnh trên nón lớp bóp cái dẫn gì đâu. Trời ơi là trời, xong rồi sao đập đó chết luôn. Bởi vì tao là ông là đại vườn, tao sợ lắm. Tại có ổ ông này thấy lấy mặt nhiều. Tại lúc trước thì chạy chuồng heo cũng có ổ nữa đó, người đi rồi đó. Tao đâu quấy đâu. Mình không động nó thôi chứ nó đâu có gì. Rồi ở đây thì thuốc không mà rồi mình sợ người ta đụng mẹ ta chọi rồi mình đi ra bất tử á. Chọi nó cũng quánh thằng chọi á. Nó quánh người chọi à? À. Nó quánh theo cái hơi á. Bởi vì tao đi vô đi ra con cháu tao đi vô đi ra hoài. Cha thằng ngõ nhấp tao đó tao đi đâu. Mỗi ông mà đi đụng cái đầu nó cũng không có gì nữa. Thôi không biết nó lên chưa nữa cả nhà. Hồi nãy tấn chạy tới đây nè. Ông thì nó ngoài đó. Tấn chạy tới đây là nó xuống hì hì á. Tại ông Hường á thì ổng thấy cái cây cóc nó bị bù xè ăn á, đuông gì đó ăn đó. Ông lấy đồ ổng sắn. Nó xuống hì hì tấn chạy cũng chết. Trời ơi giờ người ta ca quá trời không biết sao nữa nè. Nè ổng báo nè. Thôi. Ông à. Tấn thì cũng làm đuốc xong rồi nè. Mà nè. Rồi đâu núp đó đâu nữa rồi. Tấn chùm đầu coi nha. Tổ này chắc ăn là đóng thế rồi. Ít nhiều hơn có đóng thế rồi đó cả nhà. Tấn lên Tấn bắt nha. Mà tất cả cổ quá trời không biết làm sao nè. Không biết có đâu. Hút vô không nè. Tổ này chắc bắt nhanh xuống nha cả nhà. Chiến rồi ông Hường ông cũng chịu không nổi, ông cũng tóc cũng chạy đốt đốt lên luôn đi chứ lần trước Tấn bắt thì
nó già quá, tao thấy nó già quá, cái tao không có gặp. Rồi chuyến sau nó còn ở, sao nó còn ở không hưởng lên không bắt đâu được, con lít ngoài mập gì đó. Ồ, nó chớp cánh. Ồ, tao bắt nhạc quá trời, không biết tổ này đăng được không nữa nè. Chưa, để cơ đốt cái cháy nó mới được. Ôi trời, trời ơi, rung cả hoàng quá. Đuốc này mà không cháy thì no xương luôn á. Tại cái tổ này nó hung. Trời ơi, cháy cái đuốc rồi. Vô lúc chính giữa vậy. Ta cà quá trời rồi. Không biết có đăng cái clip này được không nữa nè chứ. Trời ơi, sao ông bắt cái thang là chiếc này kỳ vậy. Cái thang chiếc này bắt kỳ quá. Rồi tới không không. Cút này bỏ luôn đi chứ. Ông trời ơi, nó dài. Ông bắt cái thang lại ông Hường ơi. Bắt cái thang gì? Không có đứng điếc gì được đâu. Ủa ông bồ nó dài lúc trên kia luôn. Rồi nó quýnh nè cả nhà. Quýnh nè. Quá trời nó bu quần Hường ơi. Giọt đi. Tàn thành. Quá trời rồi. Chơi đủ. Chặt vào mày. Khối dây mà nó còn quýnh rồi cả nha. Rồi coi đứt cái ấy luôn rồi. Cắt giết xuống nhà đó nha. Trời ơi nó quýnh. Đứt dây luôn rồi. Ô mà cái sạch đạm Hường ơi. Bỏ lại nghe cho nó kéo dĩ lên nha. Mà nó kéo dĩ lúc lên luôn nè cả nhà. Mặt cái nè. Dưỡng nó lại đi. Dưỡng không? Nè, kéo cái dĩ lên coi nè. Mặt này chừng hơn nửa lít nè. Quýnh quá rồi. Thôi tấn dưỡng lại nghe cả nhà. Tuột xuống nha. Không bắt để vài bữa đi. Ồ, mặt cái nè. Tổ nó dài hết biết chứ. Ít mặt quá bắt uổng. Dưỡng vài bữa đi. Cho nó bơm mặt, nó kéo cái dĩ lên lúc lên trên luôn rồi kìa. Trời nó quýnh. Ông gì bánh hung tán. Tán thận. Cả ba sĩ à. Cắt cái là hư của ông luôn. Trời ông bắt cái thang. Tổng đứt thiệt. Bắt cái thang không dám mấy. Ôi dạ quýnh trời ơi. Dục cái đuốc nó quýnh. Ủa nó quýnh. Bỏ cái thang xuống đất đi. Trời ơi nó bu theo nó quýnh coi nè. Quýnh cả chục chiếc vậy. Không ông gì nó hung. Dưỡng nó lại đi. Sáng
không có ghi wheel gì bấm gì được hết. Anh luôn. Trời ơi chạy chạy. Ôi ơi nó bu mượn cái kìa. Quá trời nó quýnh nè. Nó quýnh đồng hường tóc chạy. Không con đi luôn con ơi. Rồi bả đọc tiêu chạy. Ôi nó bu tới tắn luôn rồi nè. Quá trời rồi. Ôi ông gì mà nó hung thiết ghê thì chạy. Chạy chạy. Trời nó quýnh tắn e e nè. Nè. Ông gì mà nó hung thiết ghê thì chạy. Chừng ba sĩ mặt là tắn không có cắt. Trời quýnh sáng rồi nè. Thôi coi tài. Quýnh nó hung không nổi ơi. Quýnh không chạy luôn phải không? Không không chạy, tôi thấy ít mặt quá tôi bắt. Chừng ba sĩ à, để chiến sao cho nó đụng cái dĩ lên đi. Trời trời cái vậy nè, nó quýnh kim coi nè. Ô, ông quýnh ông chạy ông nó mẹ đi. Đâu có. Ôi tôi chưa. Đâu có ông chừng nữa ông coi cái đoạn này là không biết. Đi. Ở trên nó quýnh đâu. Đi nó bu kìa.